Công ty Green Map đã chính thức giới thiệu dự án phim Thần Tiên Cũng Nổi Điên của nhà biên kịch đạo diễn Cao Tấn Lộc. Đông đảo nghệ sĩ đã có mặt tham dự sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự ra mắt của một nhà sản xuất phim mới. Đồng thời, dự án cũng hứa hẹn mang đến một bộ phim nhân văn và giàu tính hài hước trong tháng 9 năm nay tại các rạp chiếu trên toàn quốc. Thần Tiên Cũng Nổi Điên là một vở diễn thành công của đạo diễn Cao Tấn Lộc tại sân khấu Thế Giới Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1.000 suất diễn sau 2 năm công diễn và đánh dấu tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trẻ. Phiên bản điện ảnh của Thần Tiên Cũng Nổi Điên quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu đang được yêu mến trên thị trường phim ảnh hiện nay. Phim sẽ được CGV Cinema phát hành và dự kiến ra rạp vào dịp lễ 2 tháng 9.